Nếu một người mà không có cái tâm từ bi, thầy tăng mở nước vậy thì mới hay. Nếu không, cả trăm năm trước những vị tiền nhân đã cho những cái câu có làm gì? Trên đời này có ông thầy tu mà đi mở nước. Sư phụ là giáo chủ một tôn giáo, cũng là một thầy tu, so với những sắc cơ. Sư phụ không đi mở nước để đưa cho con của Nguyễn Nhân Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ về mở nước. Nó giết hết 4,5 triệu đảng viên của sư phụ làm sao? Nó lấy hết tiền của họ, nó làm cái nước gì xáo trộn lên rồi sao? Sư phụ không có làm vậy. Nước Việt cứ tiếp tục giết nhau hận thù hoài, để cho cả thế giới kinh bỉ, để cho không ai ngó ngàng tới mình, để mình đi mượn đồng nào mình đi cứu chân mình không ai thèm ngó, để cho nước mình cứ bị thụt lùi hoài sao? Nó không có phải như vậy nữa. Phải là con trời, phải là người có chân mệnh, phải là người dùng từ bi để mà đoàn kết dân tộc, để mà dùng từ bi xóa bỏ hận thù, để mà lấy ân báo oán. Chỉ có người thầy tăng mới làm được. Nhưng song song một bên sư phụ cầm mỏ thì con cũng thấy sư phụ gõ mỏ cũng hay lắm á, đọc kinh cũng rào rào á. Nhưng bên sư phụ cầm kiếm, mấy đứa đệ tử gần đây biết đứa nào không tu là mệt sư phụ á, cho nên phần nào nghiêm khắc để cho đệ tử mình nên người thì sư phụ nghiêm khắc. Về phần những nước vô nghị, sư phụ có cách trị những nước vô nghị.